Cho đến ngày hôm nay, câu chuyện về bác sĩ Tường vẫn len lỏi khắp mọi ngõ ngách của thủ đô. Đi đến đâu, người ta cũng bàn tán xôn xao về vụ việc ghê rợn này. Khi anh làm lỗi thì cuộc sống có rất nhiều lần mình va chạm lỗi. Nhưng cái quan trọng nhất là sau khi đã mắc lỗi rồi thì mình phải xử lý cái lỗi nào, cái lỗi đó như thế nào cho nó hợp lý. Ở đây bác sĩ đã làm việc thứ nhất là thiếu cái ý thức của người bác sĩ. Thứ hai là thiếu một cái lương tâm của con người. Sự việc xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ Cát Tường có tính chất nghiêm trọng, cho nên rất nhiều người dân hồi hộp theo dõi từng giờ, từng phút trên các phương tiện truyền thông. Ngôn từ của Việt Nam có, nếu như mà có những ngôn từ nào mà xuất sắc hơn mà để nói về cái tâm địa độc ác con người thì bây giờ đang thiếu đối với lại ông bác sĩ này. Trong khi đó, nhiều thẩm mỹ viện trên địa bàn Hà Nội bị bao trùm bởi sự vắng vẻ. Một thẩm mỹ viện trên phố Bà Triệu, dù ở trung tâm thủ đô, nhưng đã 3 ngày nay không có một khách hàng nào đến sử dụng dịch vụ. Sau vụ thẩm mỹ viện Cát Tường thì rất nhiều khách hàng đã đặt lịch hẹn, ví dụ như là cuối tuần phẫu thuật thẩm mỹ, rồi các ngày lễ, nhưng hiện nay thì họ đã rút hết lại và không muốn làm nữa. Trước sự việc rúng động dư luận này, nhiều bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ cũng cho biết họ cảm thấy rất buồn và thất vọng khi một sai lầm của đồng nghiệp đã ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào lĩnh vực chuyên môn này. Nếu một bác sĩ thực sự chuyên ngành, người ta chỉ có một chuyên ngành thôi, không có hai, không bao giờ có hai cả. Đấy là điều thứ nhất. Nếu như vừa phẫu thuật vừa gây mê, chắc chắn sẽ không đảm bảo được cái an toàn trong phẫu thuật. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là ngoài những việc khác nữa thì còn là kinh nghiệm, còn là tất cả những cái chỉ định. Chứ còn bản thân về cái phẫu thuật gọi là hút mỡ và bơm mỡ, nó làm phẫu thuật cực kỳ cổ điển. Tất nhiên nói này thì động chạm đến nhiều bác sĩ trẻ, vì bây giờ chúng tôi thì già rồi mà trẻ thì lại rất là nhiều. Thế nhưng mà thôi thì cũng là một cái là góp ý hoặc là nhắc nhở với các tầng lớp trẻ thì đừng nên dễ dãi với cái nghề nghiệp của mình. Các bác sĩ thì trong cái ngành này dạy quá nhiều các vấn đề ở trường lớp, cả trường nghề, trường đời rồi, nhưng mà thực hành trong cái việc chữa bệnh thì mỗi người đều thực hành theo một cách khác nhau, nhưng mà tự chung đều có một nguồn gốc chung, nhưng mà xử sự theo cách như thế này thì chắc không ai dám nghĩ đến. Thứ nhất là tôi là một bác sĩ thực sự ghi thông tin đến với mọi người, bản thân tôi cũng thế, là rất là sốc mà cũng rất đau lòng, vì bản thân là cũng là một bác sĩ, người ta gây một cái vụ nghiêm trọng như thế, nó làm đúng là một giọt nước làm tràn ly, để làm cho những bác sĩ sống có lương tâm, có đạo đức trong ngành rất đau lòng. Rõ ràng câu chuyện tại thẩm mỹ viện Cát Tường đã không chỉ là câu chuyện về quản lý, cấp phép hay nghề, mà đó còn là câu chuyện của ngành y tế về lương tâm và trách nhiệm. Nhiều người đã ví bác sĩ Tường gây chết người vì tang sát nạn nhân, chẳng khác nào ném danh dự của ngành y tế xuống sông.